thể truy cập vào cái trang web tên là robotify.com ở đây ha. Sau khi truy cập thì cái giao diện trang web là nó hiển thị như thế này. Muốn đăng nhập thì mình vào phần sign in màu đỏ ở phía bên phải phía trên, kích vào phần sign in. Thì giao diện nó sẽ hiện lên như thế này. Về thông tin tài khoản đăng nhập cũng như là mật khẩu thì đã được cung cấp qua email cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần đã điền ID và mật khẩu vào đây, sau đó chọn login thì nó sẽ vào cái giao diện chính của cái trang web Robotify này ha. Đây là một cái giao diện đơn giản dễ sử dụng, và mình sẽ qua phần khóa học hình các cuốn sách ở bên này. Roll xuống dưới một chút xíu thì mình sẽ thấy có hai khóa để mà ôn luyện cho kỳ thi này, đó là khóa SMAS Adventure. Đây gồm rất nhiều màn, mỗi màn là sẽ có 30 cái challenge nhỏ, và cũng như là cái khóa giao hàng ở đây, Show Delivery Service. Ở đây chúng ta có các khóa. Thì hai khóa này sẽ hỗ trợ cho chúng ta các tư duy logic cũng như là các biết cách câu lệnh điều khiển robot để chuẩn bị cho kỳ thi, chứ đây không phải là thi. Để vào ôn luyện thì chúng ta chọn vào một màn, ví dụ màn đầu tiên dễ nhất, Testing Started, kích vào. Chờ cho cái trang web nó tải tài nguyên để mình xem cái giao diện lúc lập trình nó như thế nào ha. Đây là giao diện lúc lập trình của chúng ta. Bên phải chúng ta có một cái giả lập của robot và nó đang được load. Ở giữa là khu lập trình, mình có thể kéo và nối các khối lệnh ở đây. Và bên trái là các khối lệnh của chúng ta. Chúng ta có thể kích vào và thấy các khối lệnh ở đây. Ở đây đang ở màn chính. Và khi bắt đầu chúng ta sẽ ở bằng 1. Để xem mình đang ở đâu, mình kích vào cái phần bản đồ, kích vào thì thấy cái số màn ở đây ha. Giờ mình để qua lại thử bằng 1 nha. Rồi, đã chạy qua đến bằng 1. Và chúng ta có thể thấy là trên giao diện bên phải, phần giả lập có một con robot. Chúng ta có thể kéo chuột xoay vòng vòng để nhìn cái xe bàn này, và chúng ta có thể phóng to để biết là đâu là robot, đâu là cái phần năng lượng. Ở dưới đây nó sẽ có những cái câu chuyện cũng như là hướng dẫn cho các bạn là cái pin này nó bị rớt ra ngoài, thì bây giờ mình sẽ đi lấy lại cái cục pin bị rớt ra, cũng như là nó cách cái con robot của mình bao nhiêu và sử dụng câu lệnh nào. Ở đây có hướng dẫn cụ thể rõ ràng hết. Ví dụ để đi tới bước thì chúng ta lấy cái câu lệnh của forward. Câu lệnh này là của cái câu lệnh cũ rồi. Bây giờ chọn vô mua của mình thì mình chỉ có một cái mua forward thôi. Mình lấy ra và mình kích cho robot chạy. Đây, sau khi hoàn thành thì hệ thống sẽ báo là đã hoàn thành rồi. Mình sử dụng trong vòng một cái câu lệnh và tiếp tục hay là quay lại. Mình chọn tiếp tục thì nó sẽ qua cái màn thứ hai. Tương tự với cái này thì các bạn có thể ôn luyện làm hết các thử thách đây để chuẩn bị tốt cho ngày thi. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thi tốt.